Xin chào bạn. Chào mừng các bạn đến chuyên mục giải đáp Garmin. Ok, trong số này thì chúng mình sẽ tiếp tục giải đáp những thắc mắc cũng như là câu hỏi của các bạn về xung quanh các sản phẩm của Garmin nhá. Và không để các bạn chờ lâu nữa, bắt đầu thôi. Anh Đạt đã sẵn sàng để trả lời câu hỏi của khán giả chưa ạ? Ok, anh đã sẵn sàng rồi. Vâng, câu hỏi đầu tiên đến từ một bạn nữ. Anh Đạt có thấy điều gì đặc biệt hay không ạ? Anh thấy rằng là đây là một cái sự đổi mới cũng như là anh rất là vui khi hiện tại là cộng đồng sử dụng Garmin cũng như là chạy bộ đã có những cái bóng hồng rồi, không chỉ ở những người đàn ông nữa. Và chắc là không biết là bạn ấy đang có thắc mắc hay là có câu hỏi gì về sản phẩm như vậy. Vâng, câu hỏi đầu tiên đến từ một bạn nữ có tên là Vi Lê. Câu hỏi của bạn Vi Lê như sau: em Garmin Venu SQ so với Garmin Lily thì nên chọn loại nào để chạy hơn ạ? Em là nữ, nhu cầu của em là tập gym trong nhà và thỉnh thoảng em có chạy bộ nữa. Rất cảm ơn câu hỏi của bạn Vi Lê. Giữa Garmin Venu SQ và Garmin Lily thì đây là hai sản phẩm mình đã nói rất nhiều rồi. Với Garmin Lily thì nó là dòng Hybrid Watch hay gọi là đồng hồ cơ. Với dạng đồng hồ cơ này thì nó sẽ tích hợp thêm cả các tính năng về hỗ trợ tập luyện thể thao trong nhà và hỗ trợ về các cái tính năng để hỗ trợ theo dõi sức khỏe nữa. Còn với Garmin Venu SQ thì nó thuần hơn về một cái chiếc đồng hồ thông minh với những tính năng gọi là GPS độc lập này. Điểm nổi bật hơn là so với Garmin Lily là GPS độc lập này và có cả phiên bản Music để các bạn lấy lưu trữ trực tiếp luôn. Và với nhu cầu của bạn là tập gym hay là về chạy bộ ấy, thì mình nghĩ rằng là nếu bạn thích thiết kế của Lily và bạn không phiền về cái việc là phải mang điện thoại khi mà chạy bộ ngoài trời và bắt GPS ấy, thì bạn chọn Lily. Còn đối với mình ấy, thì mình vẫn nghĩ rằng là mình luôn luôn gợi ý cho các bạn là nên chọn về cái con Venu SQ bởi vì nó là cái sản phẩm mà nó có hỗ trợ GPS độc lập này và ngoài ra có chỗ để chúng ta có thể lưu trữ nhà trực tiếp ấy. Thì như vậy thì khi các bạn chạy bộ ngoài trời nó sẽ chủ động hơn rất nhiều và bạn sẽ không phải mang theo điện thoại nữa. Như vậy nó sẽ đỡ cồng kềnh hơn và cái việc là mang đi các thứ nó cũng sẽ nhàn rất là nhiều. Vâng, cảm ơn câu trả lời của anh Đạt. Và bạn Vi Lê thân mến, nếu bạn đã chọn được sản phẩm ưng ý của mình thì hãy comment ở phía dưới để cho chúng mình biết nhé. Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo đến mục từ tài khoản có tên là Bạn Nguyễn. An Tiến cho mình hỏi đồng hồ Forerunner 245 của mình để hết pin rồi, bị ngắt kết nối với điện thoại. Mình có tìm lại trên Garmin Connect nhưng tìm mãi không thấy thiết bị. Thì An Tiến có thể chỉ giúp mình cách khắc phục mới được không ạ? Ok, mình đã hiểu câu hỏi của bạn rồi. Nghĩa là khi mà bạn bị hết pin mà sau đấy là vào ứng dụng Garmin Connect để tìm lại sản phẩm thì nó đã không ra nữa. Như thế này nghĩa là đã ngắt kết nối mất rồi. Thì chúng ta sẽ phải ngắt kết nối ở trên ứng dụng Garmin Connect này. Sau đấy truy cập vào Bluetooth của điện thoại để ngắt kết nối luôn với cả cái thiết bị đã được kết nối đó. Rồi sau đấy chúng ta sẽ vào lại chế độ cái Garmin Connect để kết nối lại từ đầu các bạn nhé. Và nhớ là bật lại cái chế độ Pairing Mode ở trên cái đồng hồ các bạn ơi, là có thể là kết nối lại từ đầu. Và như thế chúng ta hoạt động lại như bình thường thôi. Giải pháp rất đơn giản đúng không ạ? Mong rằng anh bạn Nguyễn cũng như là các bạn khác khi gặp cùng vấn đề này thì sẽ có cách giải quyết sau. Vâng, câu hỏi tiếp theo đến từ một bạn có tài khoản là Sĩ Anh Phạm. Dòng Garmin Instinct có đo được VO2 max được không anh? Cảm ơn câu hỏi của bạn Sĩ Anh. Với dòng Garmin Instinct ấy, thì họ thiết kế ra để phù hợp với những người thích đi leo núi và đi phượt. Nhưng thực tế là trên sản phẩm đó nó sẽ không có hỗ trợ VO2 max các bạn nhé. Vậy nên là nếu các bạn đang tìm kiếm một sản phẩm có hỗ trợ về đo chỉ số VO2 max và phụ thuộc vào cái chỉ số mà các bạn tập luyện hàng ngày này cũng như về cân nặng chiều cao ấy, thì các bạn nên chọn dòng Forerunner Series, hoặc là nó có điều kiện hơn thì chúng ta nên sử dụng cái dòng Phoenix Series thì chúng ta sẽ có được cái chỉ số đó một cách chính xác nhất. Còn về Garmin Instinct thì nó phù hợp với cái nhu cầu về chúng ta đi phượt này cũng như là đi leo núi thôi, chạy hoạt động dài ngày ấy. Thì đấy là điểm mạnh của Garmin Instinct. Vâng, hiện tại thì anh Đạt đã trả lời xong 3 câu hỏi rồi thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng từ một bạn là Hưng Nguyên Mạnh. Thực chất đây không phải là một câu hỏi mà là một ý kiến giống như của một bạn khán giả trong số hôm trước. Đó là ý kiến như sau: Garmin dành cho dân tập luyện thực sự, thông số chuẩn xác, Apple Watch sử dụng nhiều tính năng và thời trang nên khó để so sánh giữa Garmin và Apple Watch. Thì theo anh Đạt thì anh nghĩ sao về ý kiến của bạn Hưng ạ? Đây là một cái vấn đề mà gặp rất nhiều, nghĩa là họ luôn so sánh giữa sản phẩm của bên hãng này với cả hãng này. Thì thực tế thì Apple Watch thì nó không hẳn là một chiếc đồng hồ thể thao, nó mang tính là một chiếc đồng hồ thông minh hơn. Tất nhiên là những cái chip về hỗ trợ tập luyện thể thao như là chip đo nhịp tim này, bước chân, cảm biến đo về bước chân các thứ đó ở trên calorie tiêu thụ ấy, ở trên Apple Watch thì nó cũng rất là chính xác bởi vì đây là một cái thiết bị ở cái dòng cao cấp mà. Nhưng mà chúng ta hãy cùng nhìn kỹ hơn về cái giá tiền của một sản phẩm. Có với sản phẩm 10 triệu ở trên Apple Watch thì chúng ta sẽ nhận được những cái gì? Đầu tiên là về thiết kế này, thứ hai là khả năng đa nhiệm khi kết nối với những sản phẩm của Apple này,
rồi chúng ta có thể sử dụng được khi chúng ta trả lời trực tiếp cũng như là nghe gọi trực tiếp lên trên đồng hồ, đúng không? Còn với 10 triệu ở trên Garmin thì chúng ta sẽ có những cái gì? Với 10 triệu là các bạn có thể mua được một sản phẩm như kiểu là Forerunner 745. Chúng ta sẽ không có một cái thiết kế nó gọi là nhìn nó sang hoặc là nó sang trọng hoặc là mịn như là trên con Apple Watch, nhưng bù lại chúng ta có những chiếc cảm biến để hỗ trợ chúng ta tập luyện thể thao như là chạy bộ, đạp xe và bơi. Đấy là ba môn phối hợp cho các bạn thích tập luyện Ironman này, và ngoài ra là hỗ trợ chúng ta chạy trail run ấy và đánh giá quá trình tập luyện của chúng ta để đưa ra những cái bài tập để chúng ta hiểu rõ hơn về quá trình tập luyện của chúng ta. Vậy nên thì Apple Watch nó sẽ thiên hướng phù hợp với một chiếc đồng hồ thông minh hơn. Còn nếu bạn thích một cái gọi là sản phẩm hỗ trợ đa nhiệm và dùng cùng cái dòng Apple thì các bạn nên dùng Apple Watch. Còn nếu các bạn tìm kiếm một dòng sản phẩm để hỗ trợ tập luyện thể thao thì nên chọn Garmin. Chứ còn chúng ta sẽ không được gọi là chỉ nhìn vào một cái sản phẩm mà đánh giá được là cái nào tốt hơn được. Nó theo nhu cầu mỗi người thôi. Vâng, cả Garmin và Apple Watch thì đều có những điểm mạnh riêng của mình, đúng không ạ? Vâng, thì đây là câu hỏi cuối cùng trong số hôm nay rồi. Thì anh Đạt, sau khi trả lời hết câu hỏi thì anh có cảm nghĩ như thế nào ạ? Anh thấy rằng là hôm nay những câu hỏi này phần lớn là xoay quanh về giữa sản phẩm nào và sản phẩm nào ấy, thì nó cũng tùy theo nhu cầu của mỗi người thôi. Vậy nên là các bạn hãy xác định trước cái nhu cầu sử dụng của mình về cái hoạt động hàng ngày này, rồi các cái hoạt động thể thao hoặc là cái nhu cầu của mình đến đâu, thì chúng ta sẽ chọn sản phẩm phù hợp hơn. Các bạn thân mến, thời lượng của số Q&A hôm nay đã kết thúc tại đây rồi. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy ủng hộ kênh Anti Studio bằng cách like và share video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.